Từ đầu năm đến nay, thời tiết khá thuận lợi, các địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh đang tích cực trồng rừng vụ xuân và cây phân tán. Đến thời điểm này, nhiều địa phương đơn vị đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng vụ xuân, dự tính đến hết tháng 4 năm 2015 sẽ kết thúc. Ông Phan Ngọc Phương, xóm Ngọc Thành, Hùng Thành, được Ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành và chính quyền địa phương giao khoán 5,4 hectare đất lồng nghiệp theo chương trình trồng rừng 147. Gia đình ông Phương cũng như nhiều hộ dân trồng rừng trong xã Hùng Thành được Ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành hỗ trợ phân bón, cây giống trồng rừng. Ngay sau Tết Nguyên đán, thời tiết khá thuận lợi, nhiều hộ dân đã chủ động trồng rừng. Và vào đầu tháng Giêng thì thời tiết rất là tốt. Gia đình tiến hành là trong cho đến giờ phút này thì được cấy hơn một tháng. Thế cả anh nhìn lại là khu rừng hiện nay là cái tỷ lệ sống là 95% trở lên. Cho nên là cũng hứa hẹn trong một ngày sắp tới thì gia đình sẽ cố gắng để chăm bón và sẽ chắc chắn là trong 3-4 năm tới thì chắc chắn sẽ cho cái thu hoạch cũng tương đối là khả quan. Năm nay, huyện Yên Thành trồng trên 350 hectare rừng tập trung, trong đó có 300 hectare rừng sản xuất và 50 hectare rừng phòng hộ. Ngay sau khi được giao kế hoạch, Ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành đã có các văn bản hướng dẫn các xã tổ chức cho các hộ dân đăng ký trồng rừng và trồng cây phân tán, đồng thời hướng dẫn các hộ trồng rừng kỹ thuật đôn đốc phát dọn thực bì, quốc hố, phân bổ số cây giống, phân bón cho các xã để cung ứng cho các hộ trồng rừng. Đến thời điểm này, Yên Thành đã cơ bản khép kín diện tích trồng rừng vụ xuân năm 2015. Vụ xuân năm 2015 được giao là kế hoạch trồng rừng là sản xuất là 300 hectare, rừng phòng hộ là 50 hectare. Thì đến cái thời điểm này thì cơ bản là cái kế hoạch trồng rừng là đã cơ bản hoàn thành. Thì nhờ được hoàn thành đến nay thì cũng là nhờ là bước đầu là bán đã chuẩn bị tốt về cái hiện trường cũng như là chuẩn bị tốt về cái giống trồng rừng. Thì để cho sắp tới là cho vụ tránh thì đất trồng đồi trọc trên địa bàn huyện. Sau khi được giao kế hoạch trồng rừng, các huyện, chủ rừng đã chủ động giao chỉ tiêu cho các xã và tổ chức cho các hộ dân trồng rừng đảm bảo tỷ lệ cây sống cao. Theo đó, năm 2015, theo kế hoạch, toàn tỉnh trồng trên 7.500 ha rừng thuộc các dự án 147, dự án JICA. Cùng đó, người dân và các doanh nghiệp từ bỏ vốn trồng trên 7.500 ha, nâng tổng số diện tích rừng nguyên liệu trên 15.000 ha. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các đơn vị nông lâm trường cung ứng trên 20 triệu cây giống các loại cho các hộ trồng rừng. Hàng năm thì chúng tôi lập cái kế hoạch để cho bà con nhân dân là đăng ký cái trồng rừng trên cái đất 163 ở trên cái địa bàn vùng đệm của cái khu bảo tồn. Thì nhìn chung á, cái bà con rất là phấn khởi khi mà thực hiện cái dự án này và người ta thực hiện rất là tốt. Cái trồng rừng là người ta trồng với cái tỷ lệ cây sống rất là cao và đem lại cái hiệu quả cho bà con cũng rất là một cái nguồn thu rất là đáng kể. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã trồng được khoảng trên 3.500 ha rừng, dự tính khoảng đến hết tháng 4 năm 2015 sẽ kết thúc trồng rừng vụ xuân. Vụ trồng rừng năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo trồng khoảng 30% diện tích keo nhập ngoại nhằm hạn chế keo răm, tăng cường keo gỗ lớn để nâng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích. Tuy nhiên, việc trồng rừng gỗ lớn còn gặp nhiều khó khăn như thời gian trồng rừng dài, vốn đầu tư lớn, kỹ thuật trồng chăm sóc cây gỗ lớn còn hạn chế, do đó chưa thu hút được nhiều hộ trồng rừng tham gia. Chưa kể hiện nay, bà con còn khó khăn về nguồn vốn nên chưa đầu tư nhiều, một số địa phương còn tình trạng trồng chay, không bón phân nên hiệu quả chưa cao.